thần giám sát nhà máy tình yêu xin cầu kiến. Cho vào. Kính chào thượng đế, không biết người cho gọi chúng thần có việc gì? Dạo này nhà máy tình yêu làm việc thế nào, vẫn ổn chứ? Dạ, rất ổn ạ. Thế gian ngập tràn ở trong tình yêu thương chan hòa, đâu đâu cũng có tình yêu, chim muông cũng biết yêu. Thôi đi, các người không nghe tiếng con người kêu than bất hạnh bên dưới kia sao? Tại sao tình yêu thì tràn trề mà con người vẫn đau khổ? Dạ thưa, thần rất rộng tay, ai cũng được phân phát tình yêu, sao lại đau khổ được? Tình yêu phải được phân phát đúng người, đúng thời điểm mới phát huy sức mạnh của nó được. Vậy mà các người nhắm mắt phát bừa bãi. Đi, đi về nhà máy xem các người đã làm gì. Cái gì thế này? Cảm tình ư? Đúng thưa thượng đế, chỉ cần có cảm tình với nhau là đã có thể yêu nhau được rồi ạ. Ai cũng sẽ nhận được vài lọ cảm tình này để tăng cơ hội tìm thấy người yêu đích thực. Thật không thể hiểu nổi, các người bấy lâu vẫn làm ra tình yêu chỉ bằng thứ cảm tình hời hợt này thôi sao? Hãy nhìn đây, tình yêu còn cần có sóng gió để biết nuôi hy vọng. Có những lúc bình yên, có khi khổ đau chìm trong nước mắt, rồi lại đam mê say đắm như thế này đây. Những thứ này đâu hết cả rồi, mà chỉ toàn một màu hồng vô vị thế kia. Dạ thưa, con người quá bận rộn, nếu nhiều gia vị thế này, họ sẽ cô đơn vì không chịu nổi mất. Thế nên thần mới để tình yêu ở mức nhẹ nhàng và dễ chịu nhất có thể, và ban xuống thật nhiều để... Vậy ngươi hãy nhìn xem thứ tình yêu dễ dãi đó đã làm gì. Anh chẳng hiểu gì về tôi hết, chúng ta chia tay đi. Chia tay thì chia tay, tôi đã tưởng tôi yêu cô, nhưng tôi đã lầm, đây không phải là tình yêu. Anh xin lỗi, tình cảm của ta bấy lâu chỉ là anh em thân thiết, anh cần thêm thời gian. Anh ký đi, giải thoát cho tôi đi. Xin em đấy, em từng nói rất yêu anh cơ mà, sao em lại... Không, chỉ là thói quen thôi, bây giờ tôi không còn hứng thú với anh nữa. Các người thấy chưa, chia ly, cãi vã, cô đơn suy sụp, tất cả bắt nguồn từ sự gieo rắc ngu xuẩn mà các ngươi làm ra. Các ngươi sẽ bị trừng phạt, dẹp luôn cái nhà máy tình yêu này đi. Xin người bớt giận, chúng thần biết sai rồi ạ, hãy cho chúng thần cơ hội sửa sai. Chúng thần xin hứa sẽ hàn gắn mọi vết thương đã gây ra. Xin người. Một năm là hạn cuối cùng, không thì cái nhà máy này sẽ tan tành mây khói. Giờ sao đây, phải làm gì đi chứ? Lỗi là của chúng ta, làm phúc phải tội, tưởng giúp mà thành hại con người. Tình yêu dễ đến quá sẽ khiến người ta không biết cách trân trọng và bỏ phí tình yêu. Giờ sản xuất lại cả lô theo công thức mới thì phức tạp, mệt lắm. Hay là ta sửa hạn dùng thành vô hạn đi, có nhiều thời gian rồi tha hồ yêu nhau, thử thách nào chẳng qua được. Được đấy. Hỡi các gia vị tình yêu, hãy giúp cặp đôi này gắn bó nhau đến suốt đời. Em à, tình cảm quả là một điều khó nói, đôi lúc chúng ta không thể dùng lý trí điều khiển nổi. Rõ là thế, là ta điều khiển các ngươi mà. Em hiểu, có lẽ chúng ta không thể bên nhau thêm được nữa. Không được, các ngươi không được làm như vậy, sao lại không linh nghiệm thế này? Dừng lại ngay, dừng lại. Muộn rồi, các thần đã chọn sai người và tính sai thời điểm. Cô gái ấy đã chọn người luôn ở bên cô ấy lúc khó khăn, che chở, động viên cô. Chàng trai kia đã tìm đến người có chung sở thích nay đây mai đó của mình. Anh chàng kia là người đã cùng chia sẻ mọi khó khăn vất vả của cô gái. Lúc khổ cực nhất đã ở bên cạnh che chở và động viên, làm chỗ dựa cho cô. Họ thấy ấm áp khi ở bên nhau. Này thần phân phát, xin thượng đế tha tội. Ta biết các người có ý tốt, muốn cho con người thêm thời gian, thêm cơ hội để hàn gắn. Nhưng nếu từ đầu nó không được tạo nên từ tình cảm chân thật, thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn thôi. Hãy cứ để họ đi qua sóng gió để tìm ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình, vậy mới bền lâu. Nhà khoa học thích chơi cờ vua. Thế cờ hôm qua mình đấu với anh Mắt trong trận cuối đúng là hay thật. Hai mã lên giữ chính diện,
xe dữ mà. Các em đã hiểu những kiến thức cô vừa tổng kết chưa? Mời em, Kaz, đứng lên trả lời câu hỏi nào. Nhất định hôm nay mình phải đấu lại với anh ấy. Kaz, em có nghe cô nói gì không hả? Dạ, thưa cô, em ạ. Hãy cho cô biết đặc tính của loài bò sát là gì. Dạ, dạ, đặc tính của loài bò sát. Kaz, trả lời nhanh nào. Cả lớp đang đợi em để tiếp tục bài học đó. Dạ, dạ thưa cô, em quên mất rồi ạ. Cô cho em xem lại sách một lần nữa được không ạ? Em làm gì mà cứ thẫn thờ suy nghĩ mất tập trung vậy hả? Ngồi xuống đi, lần sau chú ý tới bài giảng hơn nhé. Bây giờ tới giờ tự học, các em tập trung tại lớp làm bài tập. Không ai được ra khỏi vị trí, cô sẽ quay lại kiểm tra. Bạn Lisa lớp trưởng trông lớp cho cô. Nè, đang nghĩ tới trận đấu cờ vua đó hả? Ồ, hình như sắp bắt đầu rồi. Mà giờ cô đang cho tự ôn bài. Chắc lúc chúng ta đến thì tan cuộc mất tiêu. Hay bây giờ chúng ta trốn đi. Cô giáo cũng xuống phòng giám thị rồi. Không được đâu, tớ vừa bị cô nhắc nhở xong đó. Nếu còn mắc lỗi, cô sẽ phạt cho mà coi. Để tan học rồi xuống vậy. Lúc đó thì chả còn ai nữa đâu. Trốn đi một tí, đằng nào cô giáo cũng có biết đâu. Nhưng sợ lớp trưởng Lisa sẽ mách lại cô đó. Thế cậu ngồi đây nha, tớ đi một mình. Ai đòi đàn ông con trai lại đi sợ cái đứa con gái ghê gớm đấy. Shit. Ấy, thế đợi tớ với. Đến lượt cậu rồi kìa Kat. Sao trông cậu cứ nhấp nhởm vậy? Tớ biết rồi, để tớ suy nghĩ đã chứ. Được rồi, tại chú bé hơn nên có cần anh nhường không? Dạ không cần anh. Chơi cờ vua là phải công bằng chứ. Với lại em chơi cờ đâu đến nỗi nào. Nếu cô giáo quay trở lại lớp học mà biết mình trốn học thì sao nhỉ? Khá lắm nhóc con, hãy xem anh chiếu tướng đây. Tới lượt em. Kìa, tới lượt em đó. Sao còn ngây người ra thế? Trời ạ, sắp thua rồi kia kìa. Sao hôm nay cậu chơi dở thế cơ chứ? Ôi, tại tớ đang mãi nghĩ tới chuyện chúng ta bỏ trốn đi chơi cờ. Nhỡ đâu cô giáo mách với ba tớ thì chỉ có chết thôi. Cậu đang chơi cờ thì tập trung mà chơi cờ đi. Nghĩ nhiều thế làm gì? Thua rồi kia kìa. Tớ phải về đến nhà trước khi ba tớ tan ca. Ba tớ mà biết thì sẽ no đòn cho mà xem Albert ạ. Thì cậu bịa ra một lý do gì đấy? Lớp có giờ ngoại khóa chẳng hạn. Mà cậu nổi tiếng chơi cờ giỏi nhất khối. Ấy vậy mà hôm nay nước cờ cũng không khó, sao cậu lại thua vậy? Tại lúc chơi cờ tớ cũng lo lắng và thấp thỏm lắm. Không biết giờ tự học thế nào. Lisa có phát hiện ra bọn mình trốn tiết không? Đầu óc chẳng tập trung hoàn toàn được. Âu vào, không phải lo. Nó là con mọt sách, sẽ không chú ý đến mình đâu. Thôi, tớ về trước nha. Ừ, mai hẹn gặp lại cậu nhé, Albert. Kat, con về rồi đấy hả? Con chào ba ạ. Hôm nay ba đi làm về sớm thế ạ. Mọi khi... Sao con nói chuyện cứ ấp úng như gà mắc tóc vậy? Mà sao hôm nay con về muộn? Ba tưởng con chỉ có 2 tiết học chiều thôi mà. Con, dạ, con... Chết rồi, giờ nói thế nào với ba đây? Ba mà biết chuyện mình trốn học thì sẽ cho một trận cho xem. Hay là mình cứ bịa ra lý do gì đó như Albert bảo, chắc ba không biết đâu. Dạ thưa ba, hôm nay lớp con có buổi ngoại khóa nữa, nên bọn con ở lại tập diễn kịch ạ. Vậy ư? Thế còn diễn dở gì? Dạ, dở Bạch Tuyết và 7 chú lùn ạ. Vậy ư? Thế sao bà thấy cô giáo chủ nhiệm gọi điện bảo con với Albert trốn học buổi hôm nay mà? Con nghĩ sau khi ba đi làm vất vả để con được học tập, có một tương lai tốt hơn, mà con lại trốn học đi chơi thế? Ba ơi, con...
Con xin lỗi ba, con trốn tiết học và nói dối ba là sai rồi ạ. Xin ba tha cho con. Vậy hãy nói thành thật cho ba biết, chiều nay con đã làm gì? Dạ, con xuống nhà thi đấu chơi cờ vua ạ. Vậy theo con, giờ ba sẽ phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Xin ba cứ trách phạt con đi ạ. Con đã phạm phải lỗi lớn, khó tha thứ rồi ạ. Được rồi, con đừng khóc nữa. Ba cũng sẽ không đánh mắng con đâu. Giờ con cũng lớn rồi. Lại kia ngồi đây, ba có chuyện muốn nói như hai người đàn ông. Ba sẽ không đánh đòn con thật ạ. Được rồi, ba nghe cô giáo chủ nhiệm nói dạo này con học hành không tập trung, bài tập cũng không làm đầy đủ, chăm chỉ như trước. Có lúc còn lén chơi cờ với bạn học cùng bàn, đúng không? Dạ vâng. Con cứ không tập trung thế này, đánh cờ cũng dở, mà việc học hành cũng dở. Chẳng bằng chọn lấy một thứ, rồi theo đuổi nó đến cùng. Con suy nghĩ đi, rồi nói cho ba biết, con thích đánh cờ hay học tập. Dù con chọn cái gì, ba cũng tuyệt đối tôn trọng quyết định của con. Hãy chọn thứ mà con có thể theo đuổi được đến cùng. Con có quyết định của mình rồi ạ. Con thích học hơn ạ. Con chắc chứ? Nếu con đã chọn học hành, vậy con phải dồn toàn tâm toàn sức vào việc học. Như vậy mới có thể đạt được thành công. Vâng thưa ba. Con cũng thấy khi chơi cờ, dù là con rất vui, nhưng nó làm con gian dở việc học hành, nên lúc nào con cũng lo lắng bị ba trách phạt. Còn lúc học bài thì lại chỉ nghĩ đến chơi cờ, rốt cuộc hai việc con chẳng thể làm tốt được việc gì. Con nghĩ vậy là đúng lắm. Chỉ khi nào ta toàn tâm toàn ý vào một việc thì mới có thể thành công được. Có trận đấu cờ vua ở nhà thi đấu, cậu có muốn đi xem không? Nhưng mà tớ còn chưa xong bài, tớ đã hứa với ba tớ rồi, nên không thể bỏ học đi chơi cờ vua được nữa. Nhưng chỉ đi một lúc thôi mà. Không được, để hôm nào học xong bài, tớ sẽ đi với cậu nhé. Cậu đi trước đi không muộn, Albert. Thế thì mặc kệ cậu, tớ đi đây. Sau khi nhận bằng y khoa từ Đại học Leipzig năm 1934, Cass đến Anh nhập cư, nơi ông theo đuổi các nghiên cứu nâng cao tại Đại học University ở London, lấy bằng tiến sĩ. Các nghiên cứu của ông về việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine đã giúp ông giành giải Nobel Y học năm 1970. Đây là một bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về nhà khoa học gốc Do Thái, Sir Bernard Cass, nổi tiếng thế giới vào thế kỷ 20. Kỹ thuật luyện vàng. Các kim loại trên thế gian này đều có nguồn gốc ban đầu là lưu huỳnh và thủy ngân. Vì thủy ngân có khả năng hòa tan tất cả các kim loại khác, kể cả vàng. Vậy là vàng có thể được luyện để tạo nên. Khi có nguyên tắc thích hợp trong đun nấu và điều chỉnh nhiệt độ, thì lưu huỳnh kết hợp với chì và thiết sẽ làm kim loại đó sáng như bạc. Kết lại với đồng và sắt sẽ làm hỗn hợp kim loại có ánh kim của vàng. Đây gọi là giả kim thuật. Đây chính là bí quyết gia truyền mà ta được lĩnh hội suốt 10 năm qua. Không ai trên đời này được biết, trừ dòng họ nhà Ma Ly của ta. Trời ơi, đây chính là kỹ thuật luyện vàng. Lần này tôi gặp đúng người rồi. Xin ngài hãy chỉ dạy tôi. Đây chính là cách thành công nhất mà tôi đang tìm kiếm. Xin ngài hãy nhận tôi là học trò. Tôi một mực sẽ tin yêu ngài. Vàng bạc làm người ta thay đổi tâm tính, nhất là một thanh niên trẻ như anh. Trên đời này không phải ai cũng đáng được học phương pháp luyện vàng.
Xin ngài, con dùng vàng lo cho vợ con được sung túc, sau đó con sẽ đi giúp đỡ mọi người. Con chẳng làm gì trái lương tâm cả. Con xin lấy tính mạng con ra để đặt cược chỗ ngài. Hãy chứng minh những gì người nói đi. Nếu người giúp mẹ con gã ăn xin kia có đủ tiền để xây một mái ấm, có nơi để che nắng che mưa trong đêm rét buốt, ta sẽ xem xét về đạo đức của một kẻ học nghề luyện vàng như ngươi. Sao cơ? Xây hẳn một ngôi nhà cho tên kia ư? Nhưng phần lớn của nã trong nhà tôi đã bị tôi bán đi để lấy tiền đi học luyện vàng mấy năm qua rồi. Kẻ tính toán chi ly, mãi mãi không bao giờ có được kỹ thuật luyện vàng. Sau này ngươi sẽ có nhiều hơn những gì ngươi đã bỏ ra. Hãy nghĩ kỹ đi, chàng trai trẻ. Ta chẳng đủ sự kiên trì để đợi ngươi đâu. Xin ngài, tôi thật lòng muốn học mà. Nhưng vợ tôi mà biết thì tôi chẳng còn mặt mũi nào. Mấy năm qua anh hao tài tốn của vô ích là vì anh chưa tìm đúng thầy đúng thợ. Nhưng nay anh đã tìm đúng người rồi, còn có lý do nào để trì hoãn sự thành công nữa đâu hả, Nai Ha Song? Xin lỗi vợ, nốt lần này nữa thôi. Anh làm điều này là vì gia đình của chúng ta. Xem như anh mượn em số trang sức và số tiền tích cóp này, sau này anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi, thậm chí gấp trăm vạn lần. Khi anh học được cách luyện vàng, gia đình ta sẽ nhanh chóng giàu có nhất đất nước này. Chuyện gì thế này? Nai Ha Song, anh lại đi đâu nữa rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi, ba con đâu rồi? Mẹ đây, con gái ngủ ngoan nào, lát ba sẽ về nhanh thôi. Sao mình lại cảm thấy bất an thế này? Anh xin lỗi vợ, anh bị tên Mali lừa rồi. Hắn giả vờ dạy anh thuật luyện vàng, hợp sức với gã ăn mày lừa đảo, lấy hết tiền bạc của anh và biến mất rồi. Xin em hãy tha lỗi cho anh, lần sau anh sẽ tìm người uy tín hơn. Trời ơi, còn lần sau nữa sao? Anh nhìn lại xem, bao nhiêu thứ giá trị trong nhà này bị anh lấy làm học phí để luyện vàng hết rồi. Nai Ha Song ơi là Nai Ha Song, hôm nay nhà mình chẳng còn gì để ăn nữa. Kỹ năng luyện vàng là có thật đấy em. Anh nhất định sẽ tìm ra và đền bù tổn thất cho mẹ con em. Vợ ơi, em nhất định phải tin anh. Lần này anh sẽ tìm người đáng tin hơn. Nhanh thôi, rồi vợ chồng mình sẽ trở nên giàu có. Nai Ha Song ơi, anh hết thuốc chữa rồi. Chuyện như thế đấy, ba mẹ xem, con biết làm sao đây. Yêu thì con yêu chồng con lắm chứ, nhưng anh ấy cứ chạy theo mãi cách luyện vàng hư không kia, chẳng lo làm ăn lao động gì, con biết thế nào. Con tủi thân lắm ba mẹ à. Con gái, mẹ hiểu nỗi khổ của con. Mẹ nghĩ chúng ta nên mạnh tay với chồng con rồi. Dù có khuyên bảo bao nhiêu cũng vô ích. Ý mẹ là sao ạ? Dẫn chồng con đến đây, ta sẽ dạy cách luyện vàng cho, đảm bảo sẽ có kết quả. Sao cơ? Ba mẹ biết kỹ thuật luyện vàng ư? Trời ơi, suốt mấy năm qua sao ba mẹ không chia sẻ cho con sớm, làm con phải đi lang thang khắp nơi để người ta lừa hết lần này đến lần khác. Lần này chắc chắn con sẽ thành công. Con là con rể của ta, tất nhiên ta phải thẳng thắn mà chia sẻ cho con rồi.
Ta biết cách luyện vàng đã rất lâu, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, vì đến nay vẫn chưa đủ nguyên liệu. Bà cứ cho con hay, nguyên liệu khó khăn như thế nào con cũng tìm ra. Đó chính là 3 ký sợi tơ màu trắng, tước từ phần sống bên mặt trái của lá chuối, nhưng phải đến từ cây chuối mà con tự trồng. Nếu có sự gian dối trong lúc luyện vàng, chỉ nhận về toàn bùn đất. Ôi, không không, nhất định con sẽ đem đủ nguyên liệu về đây. Ba mẹ nhất định phải chỉ con cách nấu vàng đấy nhé. Trời đất, em có nhìn nhầm không đây? Hôm nay anh lại cầm cuốc lao vào làm vườn ư? Vợ ơi, phụ anh một tay nào. Từ giờ, vợ chồng mình sẽ trồng chuối trên mảnh đất bỏ hoang này nhé. Biết bao lâu rồi không dùng đến, nên cỏ mọc đầy cả. Anh tính tranh thủ hôm nay dọn cỏ, để mai đi xới đất và bón thêm phân cho mấy cây chuối mau ra trái. Vâng, em vào ngay đây. Chồng em hôm nay chăm chỉ quá. Vợ ơi, em xem này, buồn chuối nhà mình sai quả lắm vợ à. Đúng là không quản công sức hai vợ chồng mình. Wow, ba của con thật giỏi mà, nhìn thích quá đi thôi. Ôi, em tranh thủ đem vài buồn ra chợ bán để có đồng ra đồng vào anh ạ. Cả một vườn chuối thế này, nhà mình làm sao ăn hết. Sới đất khai quang thì cực thật, nhưng nhìn thấy thành quả, đúng là chẳng bỏ công mà. Em cứ hái vài buồn rồi tùy ý quyết định. Toàn bộ lá chuối cứ để lại, đừng đụng vào đấy nhé. Em biết mà. Chà, cũng mất sức phết nhỉ. Mỗi cọng lông tơ nhỏ thế này, biết bao giờ mới đủ 3 ký đây. Cuộc đời mày thất bại nhiều rồi Nai Ha Song ạ. Lần này nhất định phải kiên trì đến cùng. Vợ mình khổ nhiều rồi, không được để cô ấy thất vọng nữa. Sớm muộn gì cũng đủ 3 ký lông tơ làm nguyên liệu thôi. Nải chuối này mấy tiền? Dạ 50 bát ạ. Con nải này ngon quá. Dạ nải này 70 bát ạ. Chuối nhà cô này ngon quá. Đúng thế, nải nào cũng to, mập và vàng ươm. Đắt hơn chỗ khác một tí, nhưng ăn đáng tiền lắm. 10 năm sau. Thưa bố mẹ, suốt 10 năm qua, con đã kiên trì và thu đủ 3 ký lông tơ như đã hứa. Tốt lắm, bây giờ đi theo ba, ba sẽ chỉ con cách luyện ra vàng. Toàn bộ bí thuật đều nằm sau cánh cửa kỳ diệu này. Trời đất, là vàng thật rồi. Nhưng sao em và con lại đứng đây thế này? Đây chính là số vàng đến từ số chuối anh trồng suốt 10 năm qua đấy. Nai Ha Song ơi, anh đã thật sự tạo ra vàng, nhưng không phải nhờ luyện được, mà do chính bàn tay này tạo nên. Tôi đã thật sự tạo ra vàng ư? Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ và khát vọng thành công. Ai cũng muốn tìm kiếm cho mình con đường ngắn nhất. Con đường ấy chính là chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm và tôi luyện bản thân. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.